Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 cho tới bài số 4. Và chúng ta đã nắm được các cái hình lăng trụ, trong đó ở bài 1, bài 2 chúng ta được học về hình hợp chữ nhật và hình lập phương rồi đúng không nào? Và chúng ta đã nắm được công thức tính diện tích xung quanh cũng như là diện tích toàn phần, cũng như là thể tích của hình lăng trụ nói chung rồi đúng không nào? Diện tích xung quanh là bằng gì em? Diện tích xung quanh thì sẽ bằng chu vi đáy nhân đường cao. Chu vi đấy thì chúng ta sẽ thường lại tính là lấy các cạnh cộng lại đúng nào. Còn thể tích thì sẽ bằng là gì? Diện tích đáy nhân cho đường cao. Thì diện tích đấy thì tùy theo đấy, ví dụ đấy tam giác hay là đấy hình thang hay đấy hình vuông hay là đấy hình chữ nhật thì tùy đúng nào. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 5, đó chính là hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thì cái bài này đáng lẽ thầy sẽ để cho giáo viên trên trường sẽ hướng dẫn các em thì chắc chắn rồi, nhưng mà thầy sẽ giúp cho em trả lời các hoạt động và thầy sẽ lấy minh họa thôi nha. Còn trên thực tế ở trường của mình, ví dụ phòng của mình, cái chiều dài và chiều rộng của phòng học, kích thước nó khác của thầy thì chúng ta sửa lại giùm thầy và chúng ta tính ra nha. Ở đây thầy chỉ làm cái mẫu thôi, chúng ta dựa vào cái mẫu đó để chúng ta làm được chưa nào. Mục đích của thầy là tất cả các bài là đều phải có để chúng ta, thầy giúp cho các em, thứ nhất là các em tham khảo, thứ hai là để chúng ta có cái gọi là cái tài liệu để chúng ta làm, được chưa nào. Ở cái phần bài 5 này á, chúng ta về thực hành về là các cái bài toán về đo đạc và gấp hình. Một, tính diện tích các bề mặt và thể tích một số hình trong thực tế thì thầy sẽ giúp cho các em phần này. Còn cái phần mà gấp hình đó thì thầy sẽ để lại cho giáo viên của mình ở trên trường sẽ hướng dẫn em gấp các cái, ví dụ như hộp quà chẳng hạn, thì giáo viên sẽ giúp cho em cắt và gấp em nha. Đây, bây giờ thầy phần mục tiêu và phần chuẩn bị thì các em đọc ở trong sách giùm thầy được chưa nào. Để chúng ta chuẩn bị cái gì đó thì chúng ta chuẩn bị theo yêu cầu này. Giờ thầy sẽ làm cho các em tiến hành hoạt động này. Giờ hoạt động 1 nha. Tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có hình dạng hình hộp chữ nhật như quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách. Mỗi học sinh quan sát đối tượng do đo của mình, ghi tên đồ vật, ước lượng kích thước của đồ vật, chọn kích thước phù hợp để đo kích thước, ví dụ như là thước ví dụ như là đây, cái thước của thầy đâu ạ. Thường dù chúng ta đo quyển sách, quyển vở thì chúng ta sử dụng cái thước kẽ này, mà chúng ta đo mà cái ví dụ phòng học các kiểu thì chúng ta sử dụng thước dây đó nào, ví dụ thế, để cho nó phù hợp để chúng ta tính diện tích, thể tích các đồ vật ghi trên kết quả học tập. Thì cái này thầy sẽ giúp cho các em tính, đó chính là cái quyển sách đây. Cái quyển sách ta đang học ở này. Các em hiểu nào? Bây giờ nha, chúng ta sẽ kể cái bảng này vô, hoạt động 1 này. Ở đây chúng ta sẽ kể em thầy, thứ nhất là đồ vật. Chúng ta cần phải chọn, hoặc là giáo viên sẽ chỉ định cho các em là tính quyển sách hay là quyển vở hay là cặp sách gì đó, để tùy nha. Chúng ta ước lượng trước. Ước lượng kích thước được chưa nào. Kích thước đo được, gọi là đo được thực tế đấy, là chúng ta sử dụng thước. Diện tích và cột này là thể tích, được chưa. Rồi, thực hiện cái bảng này ra. Được chưa? Bây giờ chúng ta, thầy sẽ giúp cho các em tính cái quyển sách này nha. Cái quyển sách chúng ta đang học á, quyển sách toán lớp 7 á, trong trời á. Thì bây giờ chúng ta ước lượng kích thước. Chúng ta nhìn thì em thấy chiều dài. Chiều dài ở đây nó tầm khoảng là 25 cm. Chiều rộng tầm khoảng là 20 cm, đường nào, và cái độ dày của quyển sách đó chính là cái chiều cao của nó đấy, hiểu chưa nào, là 0,5 cm. Ok, bây giờ chúng ta đo, bây giờ chúng ta dùng thước đây, chúng ta đo, các em dùng thước đây, các em đo được nhá.
Thì thầy đã đo sẵn cho các em rồi, thì thầy thấy được là chiều dài tiêu chuẩn của nó đúng chính xác, đó chính là bằng 26,5 cm. Cái này là người ta ước lượng thôi, còn ở đây người ta đo thực tế nè. Chiều rộng đó chính là bằng 19 cm em nha. Và cái độ dày thì nó cũng chính xác là bằng 0,5 cm. Bây giờ người ta sẽ tính cái diện tích nha, diện tích xung quanh trước nha. Ok, ở đây chúng ta sẽ tính giùm thầy cái diện tích của quyển sách. Như vậy thì để tính diện tích đó, thì các em tính giùm thầy nó có mấy mặt? 6 mặt. Cái quyển sách người ta là có 6 mặt đúng không nào? Có 6 mặt thì trong đó nó có 3 mặt từng đôi một là bằng nhau. Ví dụ mặt trên này và mặt dưới này thì người ta tính một mặt này nhân cho 2 là cái thứ nhất. Hoặc là cái mặt đằng trước và mặt đằng sau ta tính một mặt nhân 2. Các em hiểu nào? Đấy, và chúng ta tính cái mặt ở phía dưới này, tính một mặt nhân 2 để ra mặt trên. Chứng tỏ chúng ta cứ tính một mặt nhân 2 cho thầy. Ok. Như vậy thì cái diện tích nó sẽ bằng nè. Bây giờ thầy sẽ tính cái mặt trên. Mặt trên thì chúng ta sẽ lấy 2 này, 2 nghĩa là hai mặt này nhân chiều dài chúng ta là 26,5 nhân ở đây cho 19 đúng không? Cộng 2 nhân ở cái mặt gáy này, còn mặt cái độ dày á thì chúng ta lấy chiều rộng nhân cho 0,5 cộng cho 2. Cái mặt bìa phía bên đây thì chúng ta thấy là cái chiều của nó là bằng 26,5 nhân cho 0,5 bằng ở đây 0,5 nha. Như vậy chúng ta tính ra này, cứ tính một mặt nhân 2, tại vì nó 6 mặt thì chúng ta tính 3 mặt và nhân cho 2, tại vì các mặt đối của nó bằng nhau. Ta lấy 2 nhân cho 26,5 nhân cho 19 cộng 2 nhân 19 nhân cho 0,5 cộng 2 nhân 26,5 nhân 0,5 bằng 1052,5 nhé cm vuông. Rồi đó chính là diện tích. Bây giờ chúng ta tính thể tích. Thể tích của chúng ta thì theo công thức thôi, bằng chiều dài nhân chiều rộng và nhân đường cao tính chính là độ dày. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy là 26,5 nhân cho 19 và nhân ở đây cho 0,5. Như vậy thể tích ta sẽ bằng 251,75 cm khối nha. Đó, các em hiểu chưa nào? Như vậy thầy đã giúp cho em tính được quyển sách. Ví dụ như chúng ta tính cái hộp bút chẳng hạn, thì em tự đo đạc ước lượng trước, sau đó chúng ta làm ra. Được chưa? Cứ theo công thức như vậy mà các em tính. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái hoạt động 2, là thầy sẽ giúp cho các em tính cái phòng học của mình ấy. Phòng học của mình thì ở đây thầy sẽ đưa ra một kích thước phòng học của thầy đang dạy, còn phòng học của các em á thì các em tự đo đạc và chúng ta chỉ việc sửa số liệu nữa, thế vô và bấm máy tính là xong nha các em nha. Được nè, ta sẽ đi sang hoạt động 2 nè. Rồi chúng ta có hoạt động 2 các em. Đây người ta yêu cầu như đây, tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân đường cao, thể tích thì bằng những em diện tích đáy nhân đường cao ha. Mà hình cái phòng chúng ta thường là hình chữ gì? Hình chữ nhật, được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ước lượng trước, sau đó chúng ta sẽ đo. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng thước, chúng ta kể thầy đây. Ta ghi này, đây là tên phòng học. Tên phòng là lớp gì đấy ha. Ta ghi đây là ước lượng. Kích thước đo. Đo được. Ở đây là S xung quanh. Đây là thể tích. Thầy ghi bằng ký hiệu thôi, còn các em có thể ghi bằng tên.
Rồi. Bây giờ ví dụ như là tên phòng học ha. Nói cái này thì nó đơn giản thôi, nhưng mà thầy cũng làm để các em tham khảo ha. Có để tài liệu để chúng ta làm. Ví dụ các em ghi là ở đây là lớp 7B đây, ví dụ thế. 7A mấy, 7B mấy gì đấy, 7A1, 7A2 gì đấy, tùy ha. Ước lượng kích thước, ví dụ như chúng ta nhìn bằng mắt thường, chúng ta ước lượng ví dụ chiều dài nó tầm mấy mét nha. Ví dụ như là ở chỗ thầy thì nó tầm khoảng 8 mét đây. À, chiều rộng à, 6 mét. Mét nha, đơn vị là mét. Chiều cao là 4 mét. Ví dụ thế. Khi người ta đo thực tế ha, thì chiều dài chúng ta đo được ở đây là 8,5 mét, chiều rộng là 6,5 mét, chiều cao là 3,6 mét, ví dụ thế, được chưa? Bây giờ người ta tính thôi, diện tích xung quanh ta là nắm công thức rồi. Diện tích xung quanh thì sẽ bằng là gì? Chu vi đáy nhân đường cao. À, C đáy nhân cho H sẽ bằng chu vi đáy hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật thì bằng 2 nhân chiều dài cộng chiều rộng là 6,5. Và nhân ở đây đường cao là mấy? 3,6 đúng không nè? Bằng. Ta 2 nhân mở ngoặc ra 8,5 cộng 6,5 nhân đường cao chúng ta đây là 3,6, 108 mét vuông. Thể tích của chúng ta sẽ bằng là diện tích đáy nhân đường cao. Diện tích đáy là bằng chiều dài nhân chiều rộng, là 8,5 nhân 6,5 nhân đường cao đây là 3,6 nữa. Như vậy thể tích của chúng ta sẽ bằng một 198,9 nha. Cái số này là nó không chính xác đối với các cái lớp mà có kích thước nhỏ hơn, ví dụ như là 4m, 5m như nào đấy thì tùy nha. Cái này thầy đưa ra bản mẫu để chúng ta tham khảo thôi. Còn ví dụ chiều dài ở đây lớp của mình đo được ví dụ bao nhiêu điều vào đây, chiều rộng điều vào đây, chiều cao điều vào đây, sau đó chúng ta tính theo công thức này, ta thấy sâu vô, hiểu ý thầy đó nè. Trong này ở cái lớp nào nó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao giống như trường của thầy đâu. Ok, hiểu chưa? Rồi, về hoạt động 3, treo phiếu học tập với kết quả của cá nhân nhóm so sánh kích thước ước lượng và kích thước sau khi đo, rút ra bài học kinh nghiệm, giáo viên học sinh đánh giá và tự đánh giá nhận xét của nhóm cá nhân thì đó nè. Nghĩa là ở đây chúng ta về bài học hoạt động 3 này. Hoạt động 3 thì chúng ta rút ra bài học gì, nghĩa là muốn biết chính xác kết quả thì ta nên làm gì? Ta nên đo chúng ta nên đo đạt chính xác kết quả tính toán, chính xác kết quả tính toán cũng phải chính xác. Được chưa? Đó, còn về phần gấp giấy, về phần gấp giấy bên đây, gấp hộp quà thì cái này thầy sẽ giao lại cho giáo viên ở trên trường, sẽ cắt rồi cho các em gấp những hộp quà hình chữ nhật không, hoặc là hình lăng trụ tam giác, trong đây có rồi này. Ok chưa? Như vậy clip sau thầy sẽ quay cho em ở phần cuối cùng, đó chính là bài tập cuối chương 3. Chúc em học tốt nha, bye bye. Ok.